Rồi, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người cho em Toàn gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người. Mọi người, hôm nay em Toàn có một cặp bình hút lọc men xanh lam đây mọi người. Rất nhìn rất là đẹp luôn. Một cặp họa tiết y như nhau luôn. Chuyện mộc đầy đủ nhá mọi người nhá. Đây, em cho các bác xem này. Đấy, chuyện đây này. Đấy, chuyện mộc đầy đủ nhá mọi người nhá. Đây. Chuẩn tít nhật luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Họa tiết vẽ hoa dây này mọi người này. Em xin phép em đo chiều cao nhé mọi người nhé. Chiều cao của chiếc này là 25 nhé mọi người nhé. Chiếc này là 25,5. Cái này 25 thì chiếc này cao hơn một chút này mọi người này. Cao hơn khoảng tầm 5 ly. Đấy, miệng này các bác. Miệng của nó 7,5 nhé mọi người nhé. Miệng 7,5. Hai cái miệng giống nhau hết. Để em đo vòng bụng nha các bác nhé. Vòng bụng thì em nghĩ hai chiếc này nó giống nhau thôi. Thì em chỉ đo một chiếc thôi. Vòng bụng của nó là 54 nhé mọi người nhé. Đây các bác này. Đấy, vòng bụng 54. Em đo luôn chiếc này nữa. Đấy, bụng đều như nhau nhé mọi người nhé. Vòng bụng 54, cao 25. Đây em quay họa tiết của một chiếc này trước. Đây mời các bác xem họa tiết này. Đấy, cặp dáng bình rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, họa tiết thì nó giống nhau nhé mọi người nhé. Nó là một cặp luôn mà. Đấy, đây là có những cái nốt thời gian này mọi người này. Đấy, những nốt thời gian, những nốt co ngót của gốm. Đây các bạn, đấy, miệng này rất là đẹp luôn. Chiếc này miệng cũng như thế đấy. Rất là xinh xắn luôn. Các bác nào ai ưng ý cặp này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 919668 mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Một cặp hút lọc quá là đẹp. Thôi em Toàn xin phép và kết thúc video đây mọi người nha. Nếu mà mọi người ai mà ưng ý sản phẩm này, mọi người cứ liên hệ với em Toàn. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người.